Hello, good morning, Lan xin chào cả nhà. Hôm nay Lan chia sẻ vườn hoa lan của Lan nha. Ở sau hè này bà con trồng ở tại Melbourne, Úc Châu nha. Mời bà con ngắm hoa. Hello, Lan xin chào cả nhà buổi sáng nha. Sáng nay Lan quay sơ mấy cái lan của Lan nó nở cho bà con coi nha. Cái này là hoa lan xanh nè, nó nở rồi này nha. Đó, nguyên cái tốp này đây, nở hết trơn là vàng nữa nè bà con. Nhưng cái tốp này thì Lan không có bán nè, Lan chừa lại nè. Bên đây, nguyên cái dãy bên đây Lan chừa lại nha. Cái này nè, là màu vàng nó hơi dợt hơn cái màu vàng kia một xíu, giống như cỡ 9-10 vậy đó bà con. Mà ở đây Lan cũng được 6 chậu nè, mà nó không có bông, có một chậu có bông thôi. Nên Lan để lại không có bán, sang năm mà bán. Được mấy chậu, 2, 4, 5 chậu, 6 chậu mà một chậu nó có bông. Một chậu nó, 5 chậu nó chưa có bông nha, nên đang chừa lại. Đó. Đây cái chậu lan này nè, lan xớt ra được mấy chậu lan nhỏ đó bà con nói đó. Treo nó chắc cũng lâu lắm rồi nha. Để hồi Lan để cái hình bông nó lên cho coi rất đẹp nha. Lan có xớt ra mấy chậu nhỏ. Cái loại hoa này Lan xớt ra được 5 chậu hoa nhỏ nha bà con. Lan có xớt ra, nếu ai có mua thì Lan bán. Còn cái tốt ở dưới này là Lan mới mua giống mới nha, là 33 chặt loại giống mới đó. Còn cái này thì Lan mới xớt ra nè, cũng ngày mà Lan nữa nè. Mà ở cái chậu kia nó nhiều quá, Lan xớt ra. Ở đây cũng vậy nữa nè, cái đen màu vàng hơi hơi lực lượng. Còn đây để Lan giới thiệu cho bà con cái chậu ha. Cái này là Mid Marvin nè, là cái bông nhỏ nhỏ mà rất là đẹp nha. Chậu này cũng mắc tiền lắm đó. Hồi lúc đó Lan mua nó có 2-3 tép mà Lan nuôi nó chắc cũng nói tính ra chắc cả chục năm đó bà con ơi. Bây giờ nó mới bự được gì nè, 14 bông. Ở đây là bông cái gì đó. Cái chậu này thì không có bán nha, để đây nè ha. Đây Lan đoạn đây Lan thơm thì nó đang nở. Lan chừa lại chậu này, hình như cái chậu này là em mình nó có đăng lên bà bán trên Facebook đó bà con. Cái market trên Facebook đó, có bán cái chậu này nè, chậu này cái gốc nó nhiều lắm nè. Nhưng Lan chưa có xuất chậu nó nha, đó. Rồi Lan có chậu, đây là lan tím nè. Nhưng nó ít quá cũng không có bán, để dành này mấy chậu mình trồng nè, để dành nuôi nó lại. Được 2 chậu nhỏ xíu à. Ở dưới này chậu nữa nè bà con, 2 chậu. Rồi để Lan đi qua bên đây cho bà con coi nha. Ở đây là lan tha gờ nha bà con. Đó, lan tha gờ nè. Rất là đẹp nha, cũng được 7-8 bông á. Đó. Hình như cả chục bông bà con ơi, nhiều lắm ở đây nữa nè. Bên này không, khúc này không là 5 bông rồi nè. Đó. Xuống đây nữa là 5 bông rồi nha. 5 bông bên đó, 2. Đúng rồi, 10 bông, 11 bông bà con ơi, bên đây nữa nè. Tới 11 bông luôn nè. 11, 12 bông gì lần ở dưới này nữa nè. Đó, rồi ở đây nữa nè. Kéo hồi chắc gãy đầu người ta quá. 12 bông đó, đây. Mấy cái chậu này thì có một chậu thôi nên Lan không có để lên Facebook bán nha. Này là để dành là cho nó lớn nữa mình mới xớt được, chứ nhỏ quá xớt nó bị chết. Rồi qua tới bên đây. Đây cái chậu này là nó được cũng nhiều bông lắm bà con, nó sắp sửa nở đây. Đây nè, bông nó thồng gì nè, đó. Nó bông nó thồng gì đó. Bên đây nó có nở trước nó sao Lan đưa bà con coi nha. Đây nè. Đó nó đó. 2 4 cũng được 7 bông nha bà con, chậu này 7 bông. Đó. 7 bông. Rồi. Rồi cái này nè, cái này là mưa đá nó bị bà con ơi, lan hai màu nha. Đó đó là nó ngộ lắm bà con, nó hai màu chứ không phải một màu nha. Nó mix với nhau đó. Nó hai màu. Trắng với vàng nó trộn lộn gì là ngộ à, đẹp hết biết vậy. Đây cái tên nó đây nha bà con. Rock Orchid Mix Two Color White and Yellow, Yellow and White. Đọc tới đọc lui cũng được hết.
Zalo and Y, Y and Zalo, hình như hai cái nó đều lắm bà con, nên đọc cái nào trước sau cũng được hết á. Đó, trời ơi, nó trộn sao đẹp quá à nè. Đây nè bà con coi đi, đó, vàng với trắng nó trộn với nhau đó. Cái top này thì là Lan bán nè, nó Lan bán cái top này đó. Đây, cái chậu này là Lan vàng đậm nha bà con. Nhưng không biết sao cái điện thoại Lan quay vô thấy nó hơi dợt chút xíu, không đậm nhiều. Cái chậu này là được 3 bông này, cũng tội nghiệp bị mưa đá đó bà con ơi, nên bông đó, bông nó gì nè, tội nghiệp ít biết rồi. Nhưng nó cái gốc nó khỏe lắm nha, 5 cây lận. Bên đây thì là hai nhánh nè. Thì hai cái chậu này Lan bán nè. Bữa hổm sớt có được 4 chậu, nhưng Lan chừa lại một chậu cho bà chị em ăn dâu. Với bữa hổm tặng cho cô giáo dạy Lan học đó, bà thích bông lắm nên tặng cho bà. Với cái chậu này nữa nè, đáng lẽ không bị mưa đá, bông người ta đẹp lắm bà con ơi, mưa đá nó gì đó. Trời ơi, tội nghiệp hết biết rồi. Rồi làm đi dài tới nha. Rồi đây, còn cái top Lan trắng này thì hình như em của Lan cũng để bên Facebook nó bán đó bà con. Toàn bộ là trắng không nha, chứ không có màu khác trộn vô nha. Cái này thì chậu bự nè. Chậu bự thì chắc em mình nó để giá khác đó. Còn ở dưới này là chậu nhỏ nha bà con. Đó, được 4 chậu nhỏ nữa. Đó, giống như nó phân biệt chậu nhỏ, chậu lớn á. Rồi bên đây thì là chậu Lan xanh bà con, đẹp lắm. Nó đang bắt đầu nở nè. Mua cái này về chơi được mấy tháng nữa lần đó. Nó còn nở ít gì cũng 2 tháng nữa mới tàn. Tháng mấy 2 tháng lận. Đó, cái chậu này thì là chậu lớn nha bà con, nó nhiều cây lắm nè. Còn bên đây là chậu nhỏ nè, 4 chậu nhỏ, 1 chậu lớn nha. Đó, cái này thì là Lan bán đó. Còn ở bên đây cái chậu bự này thì Lan chưa có rảnh nên xớt ra, nó cũng là một loại với cái Lan bên kia. Nó là gót gì đó, đá gì đó, Lan quên tên tiêu rồi. Đó, chưa có xớt ra đây. Còn bên đây là cái loại Lan trắng nè. Đó, cái chậu này thì Lan để lại không có bán nha. Còn cái này là cái gì nó kêu là Street Tangro, cái màu tím tím đó, nó là cái loại đó là chung với loại này nè bà con. Cái loại cái chậu không có bông đó là nó tàn rồi đó, là nó chung với cái loại này nè. Đó, Street Tangro nha. Nó khác hơn cái là cái Ruby Eye nha. Cái này Ruby Eye cái bông nó tròn hơn nha bà con. Cái kia cái nhụy nó với cái cánh này nó dài hơn nè. Cái Ruby Eye này là cái bông nó tròn. Loại bông tròn nó quý hơn cái bông Tangro. Ruby Eye nó quý hơn, nó mắc tiền hơn. Rồi bên đây là tên gì nữa đây? Trời ơi, tên tiếng Anh không có nhớ đâu bà con ơi. Đó, Lan viết ra tiếng Anh ở đây nè. Không nhớ, không biết đường đọc luôn nữa. Đặt gì mà dài quá. Đó. Rồi, để Lan đi qua bên đây nha. Lan đi qua chỗ khác. Đó, ở trên này là Lan xanh nè bà con, nó cũng là xanh vàng, nó xanh đó nha. Đó, xanh. Ở đây là Ruby Eye nè. Được 4 3 bông Ruby Eye nha. Mấy cái chậu này thì một số Lan bán, một số Lan không có bán. Cái này thì giống như có một chậu thì Lan không có bán nè. Cái này thì Lan bán nè. Đó, cái này thì bán nè, Ruby Eye Lan bán nè. Đó, cái bông này thì Lan bán nè. Nếu hai chậu này bà con nào mua mà đúng giá Lan bán nha. Còn ở dưới này thì Lan bán toàn bộ cái top dưới này nè, Ruby Eye với cái Lan xanh này ha. Lan xanh với cái top này đây, cái loại nhỏ hơn, chậu nó nhỏ hơn ở trên nha bà con. Đó, còn cái này là cũng màu Street Tangro nè. Bữa hôm nó Lan làm gãy hết hai bà nhánh bông ta rồi. Đó, đây, trên này. Cái trên này là Lan này được 2 bông là cái Mid Muffin nữa đó bà con. Đây là cái bông Mid Muffin rồi, năm rồi nó nở được 3 bông nè bà con. Đó, cái bông nó màu như vậy đó. Năm nay sao có bị có 2 bông mà lạnh quá, có 2 bông à. Còn cái này là con chim nó hú, nó kêu. Cái này là King Tiger nha bà con. À, cọp Lan cọp xanh nha.
màu xanh đẹp lắm. Nó là mười năm rồi, nó nở được hai bông, năm nay nó cũng có, sau năm nay nó có một bông rồi bà con ơi. Đây hồi năm rồi cái bông ring tha g nở được hai bông đó bà con, năm nay có một bông à, nó không tốt đó. Thì mấy cái chậu trong này nè, lan lan xanh này thì lan cũng bán nè, nó có tên ở đây là tên gì đâu dài nhằn nè bà con ơi. Đâu đây nè, đây đây lan đưa tên nó lên cho đó, tên nó đó, nó dài dữ lắm, không biết đường đọc đâu. Rồi đó, được đây hai chậu lăng bán thế này ha. Trong này chậu trắng này nè, nếu ai mua đúng giá lăng bán, tại chậu nó bự lắm mà còn nó cứng hết trơn luôn rồi, không có, tại lan không có xớt nha, đó nó nhiều lắm, coi như là cái chậu nó đặc luôn rồi đó, mua về là bà con xớt được mấy chậu luôn đó. Muốn mua thì chị em mình vô Facebook lan với Lộc coi nha. Còn cái này thì Lan cũng không nhớ tên gì luôn nữa nè. Nó không nhớ tên thì mình phải để lại nhằm cái mình không có giống á. Rồi, để Lan đi ra. Rồi, thôi tới đây Lan xin kết thúc video. Cảm ơn bà con bỏ thì giờ coi video của Lan nha. Nếu ai mà có thích hoa lan mấy cái màu nãy giờ Lan nói á, thì vô Facebook của Lan riêng, của Lộc riêng nha. Vô trong đó coi mua. Rồi nhầm cái thì là để lên không được nha bà con, tại người ta cho để giới hạn thôi.